Henry xin kính chào quý vị. Thank you chị Michelle. Henry xin chúc quý vị một đêm nghe nhạc rất là vui vẻ và ăn cho no nê rồi lát ra nhảy. Hên hôm nay không có nóng quá. Mấy lần trước Henry tới rất là hầm, thành ra rất là Hên cũng không có tóc thì cũng đỡ. Henry xin mời quý vị thưởng thức bài nhạc phẩm Yêu Em Giật Giờ. Here we go.
bắt đầu nóng rồi. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no.